Hôm nay mùng 2 tháng 4 tại vùng 4 Hải quân, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu toàn quân chủng Hải quân tập trung chăm lo xây dựng lực lượng thực sự vững mạnh về mọi mặt, không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo mà phải có khả năng dự báo, nắm chắc diễn biến, kịp thời tham mưu cho Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá trong nâng cao chất lượng huấn luyện, kiện toàn tổ chức lực lượng, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện quản lý sử dụng đất quốc phòng hiệu quả, đúng mục đích và đúng pháp luật.